Cánh đồng cỏ vetiver tại xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Cỏ vetiver còn có tên gọi khác là cỏ hương bài, cỏ hương lau, là loại cỏ có nguồn gốc từ Ấn Độ. Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, cỏ vetiver có nhiều ứng dụng trong nông nghiệp. Những cái ưu việt của cái cỏ vetiver này thì nó có sức sống rất là mãnh liệt, nó có thể chịu hạn, chịu nắng nóng, chịu ngập lụt. Ngoài ra thì mình có thể tận dụng được những tối đa cái tất cả các cái cây cỏ vetiver này, như là rễ này, thân này, lá. Rễ thì mình có thể sử dụng để làm hương, thân thì mình có thể trồng lại và cung cấp cho các cái công trình chống sạt lở. Và ngoài ra thì cái bộ lá này thì nó cho sinh khối rất là nhiều, nên mình có thể tận dụng để sử dụng trong nông nghiệp, che phủ để hạn chế cỏ dại. Và ngoài ra mình cũng sử dụng trực tiếp để che lên những cái vùng mà mình vừa mới khai thác và trồng lại cây, thì mình sẽ giảm thiểu được cái cây chết. Một trong những bộ phận quan trọng của cỏ vetiver là bộ rễ. Cỏ vetiver có bộ rễ xốp, dày đặc, mọc nhanh và bám chặt, ăn sâu xuống đất từ 2 tới 4 mét, chiều rộng lên tới 2,5 mét. Nhờ thế, cỏ vetiver có thể ngăn cản sự xói mòn, chống sạt lở, có tác dụng hiệu quả trong việc chắn phụt sa và tránh ngập lụt. Tuy nhiên, tùy vào loại đất cát hay đất sét mà cỏ vetiver có sự phát triển khác nhau. Trồng cái cỏ vetiver trên cái vùng toàn cát ấy, thì nó sẽ cho mình cái lượng rễ nhiều, mình dễ khai thác. Và cái việc trồng cỏ vetiver trên cái nền đất sét thì nó lại cho mình cái hàm lượng tinh dầu tốt hơn, nhưng mà lại thu hoạch lại khó khăn và được ít rễ hơn. Xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, Ninh Bình là xã duy nhất tại miền Bắc đang trồng loại cỏ này. Với đặc tính đất cát, cỏ vetiver tại xã Yên Khánh có bộ rễ dày và dài. Về cái việc trồng cỏ vetiver trên những cái vùng đất cát này thì mình cần phải, ban đầu thì mình cần phải chăm sóc kỹ hơn. Tại vì là những cái vùng đất cát thì khi mà trời nắng như thế này thì nó rất là nóng và rất là dễ, nếu như mình không chăm sóc và không tưới đầy đủ thì rất dễ là cây sẽ bị chết nhiều hơn là những cái vùng đất khác. Để mà khắc phục cái việc trồng trên cát mà cây bị chết thì mình cần phải tưới và che phủ xung quanh trên cái mặt cát đấy để giảm thiểu cái việc cát nóng nó bốc hết lên và cây sẽ không bị chết. Cỏ vetiver tại đây được người dân trồng để cung cấp cho các công trình chống sạt lở trên mái ta luy, bảo vệ bờ kè, bờ mương hay đập thủy điện với mức giá 250 đồng một cây, đem về doanh thu trung bình khoảng 20 triệu đồng một tháng. Cỏ vetiver là loại cỏ có nguồn gốc từ Ấn Độ và được ứng dụng rất nhiều trong việc chống sạt lở đất, xử lý nguồn nước ô nhiễm, đất phèn, đất mặn. Cỏ vetiver có sức chịu đựng đối với sự biến động khí hậu cực kỳ lớn như là hạn hán kéo dài, này, lũ lụt, ngập úng. Khả năng chịu ngập úng kéo dài đến tận 45 ngày ở luồng nước sâu từ 0,6 cho tới 0,8 mét và cũng thích nghi tốt với điều kiện khô hạn nữa. Lá của chúng khi non có thể làm thức ăn cho gia súc, khi già thì có thể thu hoạch để che phủ đất. Rễ có nhiều tinh dầu có thể sử dụng làm tinh dầu cũng như là xà phòng. Vâng, với những cái công dụng mà anh Hoàng vừa mới chia sẻ, tôi thấy rằng là nếu mà chúng ta nói cỏ vetiver này là một loại cỏ rất là vạn năng trong nông nghiệp thì quả là không quá lời, đúng không ạ? Trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta đã được theo dõi vùng trồng cỏ vetiver tại xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh của tỉnh Ninh Bình. Và đây là một trong số rất ít những địa phương tại miền Bắc biết đến và trồng loại cỏ này. Câu chuyện đưa cỏ vetiver về đây cũng là một câu chuyện rất ly kỳ. Cách đây độ khoảng 3 năm thì có một cô gái trẻ tên là Nguyễn Thị Hoài đã có công mang loại cỏ này về với xã Khánh Hồng với ấp ủ là sẽ giới thiệu với bà con một loại cây có nhiều ứng dụng trong nông nghiệp và cũng là tạo ra một sinh kế cho người dân ở miền quê đất cát này. Vâng, vậy hành trình mang cỏ vetiver về với quê hương mình của bạn Nguyễn Thị Hoài như thế nào thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy đến với phần trò chuyện của chúng tôi với nhân vật này. Trước tiên thì cảm ơn chị đã tham gia vào cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Đầu tiên thì em muốn hỏi là xuất phát từ đâu mà chị lại đem cây cỏ vetiver về trồng tại vùng quê Yên Khánh của mình ạ? Xuất phát từ cái mong muốn là làm thế nào để cho mình có thể cho tặng được cái cây cỏ giống này cho những cái vùng sạt lở trên cái vùng núi phía Bắc để giảm nhẹ cái rủi ro thiên tai khi mà lũ quét xảy tới. Khi cũng nói đến tác dụng với mọi người ở quê mình, với bố mẹ là cái cây cỏ này nó có tác dụng như thế, nó tốt như thế thì mọi người trồng đi, sau đó nó nhân giống ra. Nhưng thực tế thì là không ai nghe mình cả. Đấy là cái bước đầu tiên mình tiếp cận đến cỏ vetiver. Và khi mà mình hiểu ra rằng là để
chỉ có một cách duy nhất để làm cho mọi người theo mình là mình sẽ phải tạo ra giá trị từ cỏ vetiver. Và từ lúc đấy là mình đi vào mình tìm hiểu xem là mình sẽ làm các sản phẩm nào từ gia tăng giá trị từ cỏ này. Thì lúc đấy mình quay trở lại cái việc là làm vùng hay sản xuất ấy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Dạ vâng, như chị vừa chia sẻ thì ban đầu khi mà mình đem cỏ vetiver về trồng tại đây thì gặp khá là nhiều những cái khó khăn. Vậy thì cái quyết định mà bỏ việc để về đây trồng cỏ vetiver thì có gặp nhiều những cái phản đối từ mọi người không ạ? Gây ra nhiều phản đối lắm, tại vì là công việc của mình ở trước cũng đang có thu nhập rất là tốt, cả hai vợ chồng đều làm ở Hà Nội, và khi mà mình nhìn thấy tiềm năng của cỏ vetiver ấy, mình đã quyết định nghỉ việc, và lúc đấy là mình cũng kéo luôn cả chồng nghỉ việc. Thì cái quyết định cả hai vợ chồng nghỉ việc tới cái thời điểm đấy ấy, mà chưa có thu nhập lại ấy, thì nó là một cái quyết định mà đối với bố mẹ mình là cực kỳ mạo hiểm và ông bà phản đối rất là nhiều. Nhưng mà mình chỉ có một cái niềm tin duy nhất là mình có thể làm được. Mình có thể tạo ra được cái mô hình kinh tế, mình có thể nhân rộng được cái cỏ vetiver này. Nên là mình với cái niềm tin đấy thì mình thuyết phục được bố mẹ mình. Và khi mà thuyết phục được bố mẹ thì chính ông bà chính là cái cánh tay đắc lực để giúp mình làm. Thưa chị thì đem cỏ vetiver về trồng tại đây thì chị có gặp nhiều khó khăn không? Và làm thế nào để chị khắc phục cái khó khăn đó? Và giờ đây thì chị đã có một cái vùng nguyên liệu khá là giàu có tại đây ạ. Ban đầu thì đúng là tay ngang chuyển sang, vì vậy cho nên là mọi cái mà bắt đầu ấy đều mình phải đi hỏi hết, là không hiểu cái này không hiểu cái nào thì đi hỏi cái người có chuyên môn về cái đấy. Thì cũng rất may là khi bắt đầu mình tìm hiểu đến cỏ vetiver thì cũng được mạng lưới cỏ vetiver Việt Nam hỗ trợ cái việc là tư vấn trồng, hỗ trợ cái việc là giống chuẩn nhất để mình có thể trồng bước đầu. Cái thứ hai là trong quá trình làm thì là gia đình bố mẹ hay ông bà ấy, là giúp mình rất nhiều trong cái việc là làm thế nào để trồng có hiệu quả, làm thế nào để giảm bớt được cái chi phí. Đó. Rất cảm ơn chị đã tham gia vào cuộc phỏng vấn hôm nay của chúng tôi. Vâng, với một niềm tin mạnh mẽ và lòng quyết tâm của mình, bạn Hoài cũng đã dũng cảm từ bỏ công việc hiện tại, mang giống cỏ vetiver về trồng thử nghiệm tại chính quê hương của mình. Chưa có kinh nghiệm trong nông nghiệp và khởi đầu với rất nhiều những khó khăn, thế nhưng chỉ sau hơn 2 năm nỗ lực và dành trọn mọi tâm huyết của mình, thì giờ đây Hoài cũng đã sở hữu cho mình một vùng nguyên liệu cỏ vetiver lên tới là 2 hecta và đem cỏ vetiver tới nhiều vùng cao ở trên cả nước nữa. Vâng, còn bây giờ thì xin được giới thiệu tới quý vị cũng như là biên tập viên Tú Anh một cái loại nhang như thế này. Và trước khi đọc thông tin thì mời chị Tú Anh ngửi thử cái que nhang này. Hôm nay anh Hoàng có vẻ cho tôi ngửi rất là nhiều những loại khác nhau đúng không ạ? Mùi nhang này thì cũng rất là thơm, nhưng mà cái mùi thơm của nó thì rất là nhẹ nhàng, không giống những cái mùi nhang mà tôi vẫn hay sử dụng ở nhà. Vâng, khi mà chị ngửi thử cái mùi nhang này thì không biết là có thấy quen thuộc hay không ạ? Rất giống cái mùi cỏ vetiver lúc nãy tôi ngửi đúng vâng, không? Vâng, vâng, rất là vâng. Chính xác. Cũng xin được chia sẻ thêm với các chị Tú Anh là như ban nãy thì tôi đã nói rằng là cỏ vetiver thì có nhiều tinh dầu. Chính vì vậy mà nhiều quốc gia đã chiết xuất tinh dầu, nước hoa từ loại rễ này. Nhưng các sản phẩm này lại cực kỳ đắt tiền và cũng cần có công nghệ cao để chiết xuất. Còn sản phẩm hương cỏ vetiver thì ngược lại cực kỳ dễ làm, rất là rẻ và bất kỳ ai thì cũng có thể mua được. Tuy nhiên nó lại là sản phẩm hương đầu tiên và duy nhất đến thời điểm này làm từ cỏ vetiver. Và người sáng tạo ra chúng không ai khác chính là cô gái Nguyễn Thị Hoài mà chúng ta vừa gặp gỡ. Vậy sản phẩm hương này có gì đặc biệt? Hãy cùng chúng tôi tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Cỏ vetiver có bộ rễ dài tới 4 mét cùng với một mùi hương đặc trưng. Chính vì thế bộ rễ này còn được gia đình anh Thao sử dụng làm nguyên liệu để sản xuất hương nhang hữu cơ. Vì bộ rễ là nguyên liệu làm hương mà anh Thao và người dân ở đây khi khai thác bộ rễ của cỏ vetiver đều hết sức cẩn thận để rễ không bị đứt gãy. Trong quá trình chăm sóc cũng hoàn toàn không sử dụng các chất hóa học. Về cái vùng đất trồng thì bên cơ sở cũng có phân tích cái nguồn đất, và ngoài ra thì cũng không sử dụng những cái thuốc trừ cỏ để diệt cỏ dại, mà mình hoàn toàn che phủ từ rơm rạ và lá cây và làm cỏ, công làm cỏ. Ngoài ra thì không sử dụng các cái hóa chất để diệt cỏ dại. Bộ rễ của cỏ vetiver có hàm lượng tinh dầu cao, mùi hương đọng lâu. Chính vì thế, nó được dùng để chiết xuất tinh dầu hay nước hoa cao cấp. Thế nhưng sản xuất hương nhang từ rễ cỏ vetiver lại là mặt hàng bình dân và rất dễ làm. Nguyễn Thị Hoài là người đầu tiên đưa cỏ vetiver về Yên Khánh trồng và sáng tạo ra sản phẩm hương nhang hữu cơ từ rễ cỏ.
Thế ra mình ban đầu là mình thích cái mùi hương cỏ vetiver, cái mùi của cái hương thơm từ rễ vetiver. Thật sự nó mang lại một cho mình một cái cảm giác là thư thái, thiền định. Và cái mùi thảo mộc đấy nó có cái cảm giác, tạo cái cảm giác thiêng liêng đặc trưng trong thờ cúng. Vì vậy cho nên là khi mà suy nghĩ về việc làm thế nào để phát triển mô hình kinh tế thì mình có nghĩ là làm thế nào để biến cái mùi hương thơm mộc mạc, cái thơm thư thái này thành một cái sản phẩm văn hóa tâm linh của người Việt, và mình nghĩ đến hương. Cỏ vetiver sau khi thu hoạch về sẽ được chặt lấy phần rễ, đem đi nghiền thành bột mịn. Bột cỏ sau đó được trộn với bột cây bời lời là nguyên liệu kết dính trong làm hương. Một cân bột cỏ rễ cỏ vetiver thì tương đương với lại một lạng bột bời lời. Thì tỷ lệ nước thì là 1,4 lít. Bột sẽ được là sẽ dẻo lại, mình sẽ bắn cây nhang nó sẽ mịn và sẽ không bị bở. Hương cỏ vetiver hoàn toàn làm từ các nguyên liệu tự nhiên, cháy trong tầm từ 45 tới 50 phút và không cuộn tàn. Tuy nhiên, loại hương này lại có mùi hương thơm nhẹ, thiền tịnh, đặc trưng của cỏ vetiver được rất nhiều người yêu thích. Với lại ý là ưu điểm của nó là nó có cái mùi thoảng không cay mắt này, nó ý mà nhưng mà nó không đậu tàn, không làm ý là cái ban của mình lúc nào nó sạch sẽ. Nên là tôi cảm thấy dùng nó rất là thuận tiện và nó an toàn cho nhất là trẻ con trong gia đình ạ. Hương hữu cơ từ cỏ vetiver với cái tên hương hồng hạc đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về chất lượng không khí công nghiệp. Hiện cơ sở sản xuất hương từ cỏ vetiver của Hoài đã có 20 đại lý phân phối tại các cửa hàng sạch với mức doanh thu từ 200 tới 300 triệu đồng một tháng. Vâng, thưa quý vị, hương từ cỏ vetiver thì có hương thơm tự nhiên, không hóa chất. Khi cháy thì sẽ chỉ còn tro mà không tạo tàn cong. Đây vừa là một điểm mạnh lại vừa là thách thức đối với hương hồng hạc. Bởi tâm lý xưa nay của người Việt Nam là hương thì phải cuộn tàn thì mới đẹp, phải không ạ? Vâng, với cái tâm lý hay là thói quen sử dụng của người Việt Nam thì để mà thay đổi thì cũng rất là khó, đúng không ạ? Vậy hương hồng hạc đã làm như thế nào để có chỗ đứng ở trên thị trường? Và làm thế nào để truyền thông một sản phẩm hoàn toàn mới như là hương hồng hạc đến với những khách hàng vốn dĩ xưa nay chỉ biết đến những loại hương truyền thống? Hãy cùng chúng tôi đi tìm lời giải đáp trong phần trò chuyện với bạn Nguyễn Thị Hoài ngay sau đây. Vâng thưa chị, thì cỏ vetiver thì với cái tác dụng đó là chống sạt lở xói mòn đất thì đã được áp dụng ở rất là nhiều nơi. Tuy nhiên thì làm hương thì chưa có nhiều nơi nào làm như vậy. Vậy thì cơ duyên nào đã khiến chị nảy ra cái ý tưởng đó là làm hương từ rễ cây vetiver ạ? Xuất phát từ cái việc là mình thích cái mùi hương thư thái, cái mùi hương thảo mộc này là đầu tiên. Cái thứ hai là cũng phải nói là một cái sự may mắn, cũng là cái duyên của mình khi mà tìm được đến với cái nghệ nhân đã làm hương 20 năm rồi. Phải bỏ hương vì cái hương hóa chất đậu tàn ảnh hưởng chính đến sức khỏe gia đình nhà bác ý. Và khi mà gặp được cái người có cùng quan điểm của mình ấy, thì lúc đấy thì mới có được những cái công thức riêng cho mình. Lúc đấy thì mình, cái con đường mà phát triển cho hương nhang, cho sản phẩm hương hạc bây giờ nó mới rõ ràng hơn. Vậy thì hương từ rễ cỏ vetiver thì có điều gì khác biệt so với những cái loại hương khác trên thị trường? Cái điểm khác biệt duy nhất của hương hồng hạc so với dòng sản phẩm khác trên thị trường ấy, nó là cái mùi hương. Cái nữa là hương hồng hạc là hương tự nhiên đầu tiên của Việt Nam sử dụng cái rễ cỏ vetiver này. Mùi hương của nó rất thư thái, dịu nhẹ và mang cảm giác là thiền định. Khi mà sử dụng trong một cái môi trường mà kín ấy, nó thoang thoảng, nó giúp mình giảm stress, căng thẳng, mệt mỏi hay là giúp dễ ngủ hơn rất nhiều. Hương từ cỏ vetiver thì như chị nói đó là sẽ không tạo ra cái tàn hương. Tuy nhiên thì cái tâm lý xưa nay thì vẫn là hương thì phải có cuộn này thì nó mới đẹp. Vậy thì chị đã làm như thế nào để khắc phục cái tâm lý này từ các khách hàng và để đưa cái sản phẩm được ra thị trường? Để khắc phục cái việc là thay đổi nhận thức của mọi người từ việc là sử dụng hương cuộn tàn sang sử dụng hương tự nhiên ấy, nó là một cái quá trình lâu dài. Và cũng rất là may mắn là thứ nhất là được khi mà cái thực phẩm bẩn nó được truyền thông nhiều hơn, mọi người biết nhiều hơn thì mọi người mới bắt đầu quan tâm đến sức khỏe và bắt đầu tìm hiểu đến các sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường. Và lúc đấy là cái thời điểm mà hương hạc ra thị trường. Cái thứ hai là để thay đổi nhận thức của người dân thì mình sẽ phải thay đổi nhận thức trong một cái cộng đồng khách hàng của mình. Ví dụ như mình đang hướng tới là khách hàng trẻ, đối tượng trẻ,
đối tượng mà hướng tới cái lối sống lành mạnh. Vì vậy nên mình tham gia các cái group liên quan đến các cái đối tượng đấy, tham dự các cái buổi hội chợ thuần chay này, hay là hội chợ tiêu dùng xanh này, hay là hội chợ sản phẩm tiêu dùng bền vững. Đấy là những cái hội chợ hay những cái hội thảo mình hướng tới khách hàng của mình, để dần dần những khách hàng đấy thay đổi dần dần, thì những cái đối tượng phụ thuộc của khách hàng đấy họ sẽ thay đổi. Cái công thức để tạo nên hương từ rễ cây vetiver thì khá là dễ, cũng như là đơn giản và nhiều người có thể làm theo được. Vậy thì chị đã có cái kế hoạch lâu dài nào cho thương hiệu hương Hồng Hạc để có thể trụ vững trên thị trường, cũng như là sau khi này thì sẽ có những cái người mà người ta sẽ cũng làm những cái sản phẩm này, thì chị sẽ có những định hướng như thế nào? Thực ra là cái nguyên liệu này là cái nguyên liệu chung và ai cũng có thể làm được thôi ạ. Nếu mà mọi người có trồng cỏ vetiver, mọi người muốn làm cái sản phẩm này thì mọi người đều làm được. Tuy nhiên là con đường đi của Hồng Hạc nó sẽ khác một chút. Từ cái việc là trồng cỏ vetiver làm sao để luôn luôn đảm bảo cho cái việc là đất. Mình làm nông nghiệp nhưng mình phải bảo vệ đất là cái đầu tiên. Cái thứ hai là cái cách đi của Hồng Hạc ấy là mình luôn luôn đề cao cái việc minh bạch. Cái việc sản phẩm nó là hoàn toàn tự nhiên thì nó là hoàn toàn tự nhiên. Và cái đấy là cái mà khi mà mình đã cam kết với khách hàng như thế nào thì mình sẽ làm đúng như thế. Các cái buổi tham quan xưởng của các em nhỏ cùng phụ huynh về trực tiếp xưởng để làm hương Hồng Hạc, hay là những cái buổi trải nghiệm thử sản phẩm tại các cái showroom của mình ấy, là những cái hướng đi để làm sao hương Hồng Hạc có một cái hướng đi riêng cho mình và nó không giống với các cái đơn vị khác. Và mình tin rằng là khi mình kiên trì với cái hướng đi đấy thì sẽ đạt được kết quả tốt. Dạ vâng ạ, rất cảm ơn chị đã tham gia vào cuộc phỏng vấn ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, theo dõi những phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là nhân vật của chúng ta là một cô gái rất là thông minh, khi mà từng bước chinh phục lòng tin của người tiêu dùng, tin và sử dụng sản phẩm hương hữu cơ từ cỏ vetiver, phải không ạ? Vâng, đúng như là anh Hoàng vừa mới chia sẻ, và bản thân tôi khi mà xem xong phóng sự vừa rồi thì cũng thấy được là mình mà được cầm tận tay những cái sản phẩm như là sản phẩm hương Hồng Hạc chúng ta vừa mới xem mà làm được từ cỏ vetiver thì thấy là cũng bị thuyết phục bởi cái chất lượng hay là mùi hương nhang rất là thanh tịnh của một cái sản phẩm như thế này. Và bạn Nguyễn Thị Hoài thì cũng sẵn sàng chia sẻ cách làm với bà con nếu ai có mong muốn được tìm hiểu và học hỏi, và hy vọng rằng với những ấp ủ của mình với sản phẩm hương nhang hữu cơ từ loại cỏ vạn năng vetiver sẽ được biết đến rộng rãi hơn.